Xin kính chào tất cả quý vị. Tôi từ Hội Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Trước đây thì tôi đã làm tập hợp tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam. Tôi làm việc rất nhiều với các sở, các chi cục. Hôm nay thấy mấy giới thiệu một số sở mà tôi cũng không nhìn thấy người nào quen cả. Và thì xin phép theo phân công ban tổ chức thì chúng tôi hôm nay tôi trình bày về hoạt động tiêu chuẩn năng lực chất lượng đối với đổi mới sáng tạo. Thế thì hoạt động tiêu chuẩn năng lực chất lượng, tiêu chuẩn là một lĩnh vực, đo lường là một lĩnh vực và chất lượng là một lĩnh vực. Ba lĩnh vực đấy thì nó tập trung vào sản phẩm hàng hóa, phương tiện đo và sản phẩm hàng hóa. Thế thì tất nhiên nó còn nhiều cái hoạt động khác, nhưng mà hôm nay thì trong cái đổi mới sáng tạo thì tôi nghĩ rằng là nó liên quan rất nhiều đến hàng hóa. Hàng hóa thì bao gồm cả sản phẩm hữu hình, cả sản phẩm dịch vụ nữa, chứ không phải là chung chung là một cái hàng hóa cụ thể. Thế thì trên cái nền đó thì tôi đi theo cái luật. Tuy nhiên thì với cái thời lượng 25 phút tôi không thể đi kỹ được, mà chỉ nêu những vấn đề cốt lõi, những vấn đề mà liên quan trực tiếp đến cái sản phẩm hàng hóa. Thì trước hết là đến luật tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thì có hệ thống tiêu chuẩn của chúng ta hiện nay hai cấp, tức là tiêu chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn quốc gia thì do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ chính phủ xây dựng và đề nghị bộ khoa học công nghệ công bố. Trước đây cũng ban hành, nhưng mà vì tiêu chuẩn quốc gia bây giờ nó là tự nguyện áp dụng thôi, nhưng không phải là bắt buộc áp dụng nữa. Thế mà bây giờ hệ thống cấp thứ hai là tiêu chuẩn cơ sở. Cái tiêu chuẩn cơ sở là do các doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan nhà nước, rồi sự nghiệp v.v. chúng ta thì được có thấy là nhiều khi là nó gọi là tiêu chuẩn, ví dụ như Global Gap, thực chất là tiêu chuẩn dạng tiêu chuẩn cơ sở, dạng công ty. Chúng ta trong lĩnh vực nông nghiệp thì phải muốn đạt được tình hiệu thì phải thực hiện tiêu chuẩn kép. Đây là đấy là tiêu chuẩn quốc gia thì là tự nguyện. Thế còn quy chuẩn thì nó là hệ thống thứ hai, quy chuẩn kỹ thuật. Quy chuẩn thì bắt buộc áp dụng. Quy chuẩn thì có hai cấp, tức là quy chuẩn Việt Nam, tức là quy chuẩn quốc gia thì do các bộ ngành theo lĩnh vực quản lý của mình thì sẽ ban hành. Trước khi ban hành thì có thẩm định của bộ khoa học để cho nó mang tính thống nhất toàn bộ. Và quy chuẩn địa phương, quy chuẩn địa phương thì do địa phương tùy theo cái nhu cầu quản lý của địa phương mình thì ban hành để mà quản lý. Thế tất nhiên là cái quy chuẩn địa phương thì tôi đi tư vấn, tôi đi đào tạo thì tôi nói là bẩn cùng lắm đấy là. Còn chính ra ban hành quy chuẩn địa phương tức là cản trở cái hoạt động của chính địa phương mình, nếu mà đặc biệt là đối với sản phẩm hàng hóa. Thế tuy nhiên thì người ta vẫn phải ban hành quy chuẩn địa phương với cái quy trình về các cái môi trường, thì trong cái đặc thù của mình người ta vẫn ban hành để mà đảm bảo cái môi trường và thậm chí là về tài sản, tức là nguồn lợi tài nguyên. Một trong những cái mà chúng ta có lẽ ngồi đây rồi biết thì ít nhiều quan ít nhiều nhiều quan tâm, nhưng mà nếu mà hàng hóa của chúng ta mà lưu thông ra thị trường ấy, thì chúng ta phải thực hiện mấy cái hoạt động này, tức là công bố tiêu chuẩn áp dụng. Đấy là bắt buộc, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu là bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Ông làm thế nào thì ông nhưng cái công bố cái tiêu chuẩn áp dụng ấy thì nếu như nó không nằm vào cái sản phẩm mà bị điều chỉnh bởi quy chuẩn thì anh có thể công bố và chịu trách nhiệm về cái chất lượng, cái chỉ tiêu của mình. Nếu mà có quy chuẩn thì anh phải công bố ít nhất là đảm bảo quy chuẩn. Còn sau đấy thì vì nhiều khi là có quy chuẩn đấy, nhưng mà mình vẫn công bố những chỉ tiêu tốt hơn quy chuẩn để mà tạo thêm cạnh tranh cho cái sản phẩm của mình. Thế còn cái thứ hai nữa là hoạt động thứ hai là công bố phù hợp hàng hóa với tiêu chuẩn. Thì đây là hoạt động tự nguyện. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái dấu nào dấu qua sớt, nào dấu qua test, nào dấu tuyếp vân vân, đấy là cái hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn. Và cái hoạt động đấy thì làm cho cái hàng hóa được, tức là được bên thứ ba chứng nhận xác nhận nó thì có tạo lòng tin cho khách hàng hơn.
Thế và cái thứ hai nữa là cái công bố phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, thì đây là công bố bắt buộc. Chúng ta biết rồi, nói là các bộ ngành tùy theo cái chức năng của mình ban hành công luật, thì chúng ta với những doanh nghiệp mà sản xuất mà theo cái đúng hàng hóa của mình mà chịu sự điều lệnh của quy chuẩn thì chúng ta phải thực hiện công bố. Muốn thực hiện công bố thì chúng ta phải làm rất nhiều bước theo sao ghi nhãn hàng hóa cũng là bắt buộc. Thế thì trong cái quy định về ghi nhãn hàng hóa thì có những cái quy định rất chi tiết, rất cụ thể từ nhóm hàng hóa, sản phẩm hóa. Chúng ta đối với sản phẩm hóa nào đấy mà nó đặc thù thì chúng ta phải nghiên cứu để mà quy định cho nó đúng theo yêu cầu. Ghi số ghi mã số mã vạch. Giờ chúng ta nói về mã số mã vạch thì bây giờ thì tất cả sản phẩm hầu như trên siêu phẩm siêu thị đều có mã số mã vạch. Thì cái hoạt động này cũng nằm trong hoạt động tiêu chuẩn chất lượng. Và một số hoạt động khác, ví dụ như là nhãn đối với cái công bố đây thì phải bảo cái thương hiệu, cái nhãn hiệu vân vân, thì cái này là điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ, thì tôi không muốn nói ở đây. Nhưng trên cái sản phẩm hàng hóa, trên cái nhãn là nó có đầy đủ cái yêu cầu này. Thế và cái hoạt động này thì doanh nghiệp không tự thảo được, doanh nghiệp lớn có một cái tổ chức rõ ràng về cái hoạt động TCPC hoặc là hoạt động về thực thi các pháp luật thì người ta có thể triển khai làm được. Còn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là dịch vụ, về dịch vụ. Và do đó mà cái nhu cầu để mà đáp ứng được các cái dịch vụ đối với các doanh nghiệp thực hiện các cái luật PVC rồi các cái luật khác rất cần cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Và thực tế mà nói thì qua đi thực tế thì chúng tôi thấy có rất nhiều những sai sót mà chúng ta mà không nắm chắc, mà chúng ta đi tư vấn, chúng ta hỗ trợ, chúng ta làm mentor và chúng ta làm không chuẩn thì nó ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp, thậm chí uy tín của chúng ta và ảnh hưởng đến tài của lát được cuối cái bài trình bày tôi sẽ trình bày những cái sai sót về PVC. Đây là cái hình ảnh minh họa. Thì rõ ràng về bánh này, đây tôi đẩy công bố về mã số bánh. Đây là sản phẩm là sản xuất ở nước ngoài thì bắt buộc bên ngoài cái này là nhãn hiệu là logo vân vân thì phải có những công bố này sản xuất sản phẩm số lượng tiếp theo đây là một cái công lần kinh doanh trình chính ngoại. Cái này thì các cái doanh nghiệp mà hỗ trợ cho các cái tổ chức sản xuất tức là cái doanh nghiệp tư vấn hoặc dịch vụ ấy làm rất tốt, thiết kế rất đẹp nhưng nhiều khi ở dưới không chuẩn. Thì đây là thực hiện theo đúng quy định về mã số bệnh công bố của Bộ Y tế, tức là sản phẩm ở y tế thì theo nguyên tắc của luật thì phải là ban hành quy chuẩn, nhưng nhiều khi Bộ Y tế chưa kịp ban hành quy chuẩn thì sẽ đưa ra những quy định chung, hàm lượng những cái phụ gia vân vân phải đạt đến yêu cầu này như vậy, thì lúc đấy chúng ta không phải là thực hiện theo quy chuẩn công bố theo quy chuẩn mà chúng ta thực hiện về yêu cầu của Bộ Y tế. Thì đây là cái nó thể hiện đây thì rõ ràng là khi mà người ta nhìn thấy hình ảnh đẹp rồi, rất hấp dẫn rồi, thì người ta nhìn thấy tất cả những thông tin này, người ta ít nhất là tạo được nhiều lòng tin cho họ, cho người tiêu dùng. Đây là một cái hình ảnh mà áp dụng mã số mã vạch. Cái hình ảnh này thì cũng báo cáo các quý vị là tôi lấy từ trên cái báo Tuổi Trẻ năm 2016. Khi đó thì ở Thành phố Hồ Chí Minh người ta đưa ra một loạt cái bài báo loạn nhãn, chính là đây tôi đây là góc độ là lấy đây người ta nhìn thấy mã số mạch ít nhất là người ta chỉ và người ta quét mã số mạch để đưa ra được cái thông tin từ cái mã số này quét ra thì người ta biết là sản xuất đâu, ai sản xuất, địa chỉ ở đâu, thậm chí rất nhiều thông tin nữa gần đến, nhưng mà bây giờ thì đang hạn chế, tức là cái chỗ cái thông tin mà về mã số mạch ấy, khi mà doanh nghiệp đưa sản phẩm vào thị trường, đặc biệt là vào cái siêu thị thì buộc phải có mã số vạch. Sản phẩm mình mà đưa vào thị trường, vào siêu thị mà không có mã số vạch thì giá nó sẽ khác, giá nhập sẽ khác. Mà có mã số vạch thì giá nhập sẽ khác. Và cái mã mà Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang cấp cho các đấy thì nó được link đến quốc tế, nó vào cái mạng GPA của quốc tế thì họ sẽ tra được ngay hàng của anh có thể là bán ở đâu đấy, người ta gõ cái mã số thì người ta biết được là địa chỉ rồi vân vân. Thì cái ứng dụng mã số mạch rất nhiều và cũng rất nhiều các tổ chức
tham gia vào như là việc barcode này, rồi thì check ai check này, rồi thì scan ai check, vân vân. Như là chúng ta giờ điện thoại chúng ta có phần mềm ứng dụng đấy, chúng ta đưa ra vào mã số và chúng ta quét được. Tất nhiên cái này thì nhiều doanh nghiệp cung cấp, thì nhiều cái cơ sở cung cấp thì cho doanh nghiệp, cho doanh nghiệp ứng dụng đó thì nó cái cơ sở dữ liệu nó còn chưa chuẩn. Thế thì cái tôi cho rằng là cái scan and check của trong cục cơ sở giao thông cái được đang xây dựng và hình thành thì nó sẽ có những cái thông tin chính xác và nó minh bạch thực tế. Cái này thì doanh nghiệp rất cần để vì quảng cáo sản phẩm của mình, thậm chí là đưa ra có cái ai check thì nó quét cũng thấy là sản phẩm này là giá này bao nhiêu, thường thông được bán ở vị trí nào, rất cần chúng ta có thể đến tìm đấy, là tất cả những thông tin đấy có thể đưa vào cái mã số mã vạch. Và tất nhiên là cái nhu cầu của mà mã số này thì cũng phần tích big data như là anh Tuấn Hà anh nói, thì có lẽ là sau này chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ để làm sao mà xây dựng những cơ sở dữ liệu quốc gia ở chỗ tổng cục tiêu chuẩn và đường chất lượng, để xây dựng những cơ sở mã số này về mã số quốc gia. Thế thì điểm qua một chút về tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của các pháp luật vừa tôi trình bày rồi. Thế và thứ hai nữa là tạo lòng tin cho khách hàng, tức là về thông qua hoạt động công nhận chứng nhận logo của cái biểu tượng của cái bên thứ ba xác nhận. Bên thứ nhất thì là chúng ta tự đấy là tự công bố, bên thứ hai là khách hàng thì nó không có dấu, bên thứ ba là chứng nhận thì nó có yêu cầu cái dấu. Chúng tôi vừa nói đấy, qua sớt qua test 3 rồi quýt vân vân, giảm chi phí và rủi ro, giảm thiểu sự đa dạng của sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta rất đa dạng, nhưng sản phẩm của chúng ta theo tiêu chuẩn thì nó sẽ có những cái mô đun, đặc biệt là lĩnh vực điện tử chúng ta thấy, và cơ khí chỉ cần lắp lẫn là chúng ta sẽ đơn giản rất nhiều và rất giảm được cả công thiết kế chế tạo vân vân. Chúng ta bảng lắp ghép cái tivi lắp ghép rất nhiều bảng ở rất nhiều nơi, và các cái mảng mạch điện tử cũng có thể lắp ghép vào thiết bị khác, thì chúng ta tạo ra rất nhiều sản phẩm nhưng mà chúng ta giảm sự đa dạng của mỗi loại, mỗi một sản phẩm, rồi đơn giản hóa, rồi thì khả năng đổi rồi lắp vẫn tương thích, đặc biệt là cái công nghệ thông tin chúng ta không tương thích không ấy được thì chúng ta sẽ bị một phần mềm này ứng dụng rồi phần mềm khác. Ví dụ như ngày xưa cách đây mà 10 năm chúng ta có một cuộc tranh giật kịch liệt giữa Việt Nam và miền Bắc về cái phong chữ ABC đấy, chúng ta thấy là một cái nhỏ thôi nhưng mà với tiêu chuẩn nó sẽ là cái việc thống nhất. Tất nhiên nó nói là đấy là ý tưởng là thống nhất, nhưng chúng ta thể rất tiêu ổn định, chúng ta ở đây có thể sạc nhưng mà sang nước ngoài thì có khi là cũng phải sử dụng cái ổ trực tiếp. Đấy là cái vai trò của tiêu chuẩn. Tất nhiên là càng thống nhất được bao nhiêu thì nó càng cải thiện bằng bấy nhiều. Chúng ta đi công tác chúng ta không phải lo cái mang cái ổ chuyển đổi như vậy. Thế rồi thì tất nhiên là sẽ giảm chi phí và sẽ tiếp cận được thị trường, mở rộng được thị trường hơn. Rồi thì có nguồn thông tin công nghệ phong phú để chúng ta lưu trữ, chúng ta thay đổi thiết kế vân vân. Mỗi lần thiết kế thì chúng ta chỉ cần theo cái module thôi, thay đổi mẫu mã các thứ thì chúng ta vẫn trên nền đấy và chúng ta thay đổi lại hình thức thì tất nhiên có cái sự thay đổi về công nghệ một chút nhưng không nhiều thì chúng ta lại có một cái sản phẩm mới. Đấy là một số cái, đây là một số cái lợi ích của tiêu chuẩn tôi nêu lên. Thế thì nói lại về cái mã số vạch thì là một cái trường hợp cụ thể để chúng ta nắm được. Và công nghệ mã số vạch thì ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực. Hải quan bây giờ chúng ta sẽ quét một cái là coi như thông tin hoàn toàn chính xác chứ không phải cập nhật, chứ cái tờ khai hải quan luôn luôn có cái mã vạch, thực ra là cả mã số vạch nữa. Rồi thì thế thì hiện nay thì nhiều tổ chức và cá nhân đang tập trung nghiên cứu ứng dụng hóa sản phẩm các cái thông tin sản phẩm hóa của mình để quét cái và một cái trường hợp là cụ thể đang cũng đang nóng trong cái lĩnh vực xuất khẩu sang Trung Quốc là cái mặt hàng nông sản. Thì chúng ta biết là thống kê của 7 tháng đầu năm 2019 thì là giảm
cơ 10% so với trước và tổng là 3,35 tỷ đô la. Thế còn từ ngày 1 theo Trung Quốc, từ ngày 1 tháng 1 năm 19 thì nông sản xuất khẩu sang Phú phải thực hiện đăng ký thông tin nhà vườn bao bì sản xuất, tức là phải sử dụng mã số hoạch. Đây là công văn này, công văn cụ thể ở đây. Thế thì rất nhiều các doanh nghiệp bây giờ đang phải triển khai đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc. Đây không phải là, nó cũng là rào cản, nhưng rào cản hoàn toàn hợp lý. Chúng ta biết là trong cái hoạt động tiêu chuẩn năng lượng chất lượng tham gia vào hội nhập và WTO thì chúng ta phải thực hiện cái hiệp định rào cản kỹ thuật, là làm sao để tránh được các cái rào cản kỹ thuật. Thì đây Trung Quốc cũng sẽ là họ cũng không phải, họ quy định là đây để đảm bảo quyền lợi của người ta, người ta yêu cầu bắt buộc thì chúng ta biết là và cái lượng cái số hàng đây mùng 1 tháng 1 tháng 3. Tháng 3 thì là xe buýt. Khanh đọc và xoài, đây là những cái yêu cầu. Để mà làm cái này thì tổng cục tiêu chuẩn năng lượng chất lượng có giao cho cái trung tâm mạng số quốc bạch để thực hiện hợp tác với Trung Quốc trên cơ sở đề án 100 của chính phủ thì quyền là tổ chức chứng nhận. Nên tất nhiên là đối với doanh nghiệp mà mạnh về cái hoạt động này thì cũng có thể triển khai tham gia phối hợp. Trước đây thì nhiều doanh nghiệp đứng ra làm phối hợp thẳng với Trung Quốc. Tuy nhiên là ở cấp độ quốc gia thì tổng cục tiêu chuẩn năng lượng chất lượng cũng giao cho cái trung tâm mạng số vạch để thực hiện việc này. Thì chúng ta cần nhất để hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ vào cái việc chứng nhận. Đấy, cái hoạt động nữa là hoạt động đánh giá sự phù hợp trong quy luật tiêu chuẩn chất lượng chất sản phẩm tiêu chuẩn kỹ thuật thì cũng cái yêu cầu là công khai bảo mật thông tin. Đấy, bảo mật thông tin là chúng ta hiểu của doanh nghiệp có hiện tại muốn chứng nhận được ấy, thì phải có cái thông tin không thể đưa ra ngoài, nhưng để mà đảm bảo được thì người ta vẫn phải các chuyên gia đánh giá vẫn phải tìm hiểu, nhưng mà phải bảo mật là hài hòa với quốc tế. Cái hình thức thì do tổ chức cá nhân công bố, tự công bố thì cái này không được màn giấu mà thực hiện theo tự nguyện theo yêu cầu tổ chức và giám định thực hiện giám định chứng nhận. Đấy là các đối với cái tiêu chuẩn thì có thể tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngoài, tiêu chuẩn quốc tế thì mình có thể cũng là chứng nhận được. Ngoài cái công bố nhé, thì có cái chứng nhận của bên thứ ba, đấy thì nó mang cái dấu chứng nhận sản phẩm. Thì rõ ràng bên thứ ba người ta cùng đồng hành, cùng chịu trách nhiệm với mình thì cái hàng hóa của mình có uy tín hơn. Thế còn thì đương nhiên là cái việc mà đối với hàng giá thực hiện bắt buộc áp dụng thì đối với quy chuẩn chúng ta không nói. Thế nên là cái luật chất lượng sản phẩm 2 thì chúng ta có khái niệm sản phẩm hàng hóa. Thế thì luật này thì nó đã tập trung vào cái nhóm phân định nhóm hàng hóa nhóm 1 và nhóm hàng hóa nhóm 2. Cái hàng hóa nhóm 1 không có khả năng gây mất an toàn trong điều kiện vận chuyển chữ, hàng phẩm hàng hóa 2 thì có khả năng gây mất an toàn. Thế thì quản lý nhóm 1 là quản lý theo tự anh doanh nghiệp tự công bố, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và trên cơ sở công bố. Còn nhóm 2 là trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật và cái danh mục mà hàng hóa sản phẩm nhóm 2 thì do chính phủ, tất nhiên đây là một quy định trong luật thôi, nhưng mà nghị định thì giao cho các bộ chuyên ngành quy định. Ví dụ như bộ công thương thì là trên lĩnh vực do bộ công thương quản lý, bộ y tế thì do lĩnh vực đặc biệt là thực phẩm. Thì chúng tôi vừa rồi nói đến là y tế thì nhiều khi chưa ban hành hết quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì có cái danh mục các cái list các cái sản phẩm các cái phụ gia thì phải thực hiện thì khi mà làm chú ý chuyện này. Và quản lý thì quan điểm quản lý thì là quản lý chất lượng hàng hóa sản phẩm hóa thì là trách nhiệm của tổ chức cá nhân, là anh phải làm trách nhiệm. Còn đương nhiên quản lý nhà nước thì do cơ quan quản lý nhà nước của tổ chức trách nhiệm quản lý thì thường như tôi nói là đưa lên mấy cái là công bố áp dụng thì công bố quy này rồi thì công bố hợp chuẩn và chịu trách nhiệm vân vân. Đây là một cái sản phẩm mà
nó mang tính là tương đối, nên này thì tôi đưa lên nó mang tính tương đối đầy đủ nhé. Tức là đây là quy định của quy định ghi nhãn, đây là dấu hợp quy, đây là dấu hợp quy. Thế còn đây là đương nhiên là nhãn hiệu của người ta thiết kế rất tốt đây, đó là. Thế còn đây là cái của sản phẩm mà OCLP, tức là mỗi một địa phương hay mỗi một xã một sản phẩm thì được chứng nhận ở Quảng Ninh, Quảng Ninh là mới nhất. Và số ba bạch của 83 công bố đơn vị khối lượng, khối lượng thì giới thiệu về hạn sử dụng văn bản. Thì đây là một cái điển hình, tương đối điển hình về cái nhãn mà thể hiện được những cái yêu cầu muốn đưa ra ngoài sản phẩm thì phải thực hiện. Duy nhất cái này thì chưa, cái này thì là do tự doanh nghiệp làm thì làm, mà không làm thì không bắt buộc. Như như tôi nói đấy thì nó sẽ cái mã số mạnh nó sẽ thứ nhất là phần nó được đi vào siêu thị, thứ hai là quảng cáo được sản phẩm của mình. Về luật đo lường, cái luật đo lường thì chúng ta cũng xoay quanh cái đối tượng là bắt đầu tìm đến hiệu chuẩn và thực hiện thì đơn vị đo chuẩn đo lường không được đo các đo được sẵn. Thế thì tôi cũng muốn nói không thể nói thời gian không thể nói nhiều, nhưng mà đây là cái vai trò của đo lường tất cả quốc tế cũng là sáng tạo kỹ thuật. Chúng ta qua quá trình thử nghiệm một cái này cái kia thì qua giữa đo lường chính xác thì chúng ta ra một kết quả, chúng ta sẽ đưa ra được một có khi là phát minh thông qua cái đo lường chính xác. Và rất quan trọng là định lượng chính xác theo chế độ kể cả sữa, tất cả cái này là chúng ta khi mà bảo vệ cái luật đo lường đấy thì lãnh đạo nhà nước tức là ký có khỏi thiết cái đo lường thì làm gì mà ông thứ trưởng của tôi cũng bảo như là bảo vệ mà bác cứ tưởng tượng thế này, một cái máy bay bay mà nó không chính xác, nó bay không đúng đường bằng bay là chỗ khác đo lường tất cả, tức là nó liên quan đến thiết bị đo rồi thì độ chính xác của thiết bị đo rồi thì cách đo xác định đấy, một cái ví dụ như thế mà cả thế thì nó rất quan trọng, mà nó quan trọng thật, tức là 50 tức là chưa thành lập tổng cục, chưa có tổng cục bộ khoa học năm 9 tổng cục 562 mà đã Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh số 08 về đo lường 50 chỉ mỗi mm kg cái sắc lệnh. Vì lúc đấy là chuẩn bị vào chiến tranh, pháo bắn mà không hiệu chuẩn tốt, không chuẩn tốt thì bắn ấy vào cái địa điểm này thì nó ra địa điểm khác, nó đi vào quân ta thì cái đo lường quan trọng. Đây thì chúng ta hiểu là đơn vị đo lường pháp định của hệ SI thì nó có 7 đơn vị cơ bản, ví dụ mét, kg, giây, vân vân. Chúng ta cũng hiểu cái đấy. Tuy nhiên mình biết rồi đấy, nhưng mà trình bày vẫn sai. Cuối là tôi sẽ nói về cái trình bày rất đơn giản. Thế còn thì đơn vị sản xuất, rồi bộ, vân vân thì nó được quy định rất rõ. Và đơn vị đo không thuộc SI thì là các đơn vị theo công nghệ quốc tế, là không phải nằm trong 7 nhóm, ví dụ như là các đơn vị chuyên ngành đặc biệt, đơn vị đó tập quán trong nước, ví dụ như là ví dụ hệ in ấy, in chúng ta vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên khi mà quay về thì khi mà đưa ra luật pháp thì chúng ta phải chuyển thành việt mét. Nhưng mà trong sản xuất thì vẫn thể in, hay là buôn bán ở trên thị trường vàng thì là lạng, lượng, phân, đó vẫn chấp nhận. Nhưng khi đấy thì đổ một lượng thì phải 3.7 vân vân thôi. Và chúng ta vẫn được quyền sử dụng. Thế thì với đo lường thì chúng ta hiểu là phương tiện đo cực kỳ quan trọng, thì chúng cũng lại phân ra là phương tiện đo nhóm 1 và phương tiện đo nhóm 2 thì nghiên cứu hầu hoặc điều chỉnh thôi. Đo thứ hai thì là bắt buộc kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định, tức là có những quy định độ chính xác bao nhiêu, cách thức như thế nào thì là nó phân ra phương tiện đo là nhóm 2. Thế còn cái này là nghiên cứu vân 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 thì là đấy do cái tổ chức kỹ thuật đã đạt được công bố rồi. Phép đo cũng phải quy định là phép đo nhóm 2 và phép đo nhóm 1. Nhóm 1 thì phép đo nghiên cứu vân vân, thế là kiểm soát thì do tổ chức tự là anh đo theo phụ trách vân vân. Thế còn đây thì phép đo nhóm 2 thì buộc phải có quy định, anh phải thực hiện theo đúng cái quy định của cơ quan nhà nước, quản lý nhà nước. Đấy là phần theo phép đo là. Thì đó như thế. Và thứ hàng thì đóng gói sẵn
hàng nó có sẵn thì chúng ta hiểu là đấy, bây giờ chúng ta đi ra ngoài là một chai nước rồi vân vân, cái gói thực phẩm hay là một cái gì đấy thì là nó cũng phải như vậy. Nhưng với cái gì là thế này, nhóm một thì là không lớn, và nhóm hai thì là lớn, tương đương giá trị lớn, tức là gây tranh chấp. Nó sai một ly là đo lường xăng dầu chỉ cần đồng hồ đó chỉ một chút xíu thôi, là có thể là cái cửa hàng xăng dầu lấy của khách rất nhiều, mỗi người một vài đồng thôi, nhưng mà tổng thể là rất lớn. Thì cái này bắt buộc, ví dụ đo lường xăng dầu bắt buộc phải theo cái quy định của cơ quan nhà nước. Còn cái này thì là do tổ chức cá nhân công bố phải thực hiện trong nội bộ thôi. Cái khi nào mà mang tính là đi cần kiểm tra thì họ sẽ vào kiểm tra theo quy định. Thì đấy, hàng nó có sẵn rồi. Và đối với cái lượng của thằng nhóm một thì hôm nay công bố thôi, nhưng anh có thể được mang dấu định lượng, đương nhiên anh chịu trách nhiệm. Còn nhóm hai thì buộc phải mang dấu định lượng, có thể về anh phải chịu về quan trọng. Thế đấy thì tôi nói là hoạt động đo lường là những cái thực tập viên, nó còn cái nữa là hệ đo hệ đơn vị chuẩn đo lường, hệ đơn vị đo lường quốc gia thì có hệ chuẩn quốc gia, rồi chuẩn chính là chuẩn công tác vân vân, là mỗi một cái chuẩn thì nó có cái chức năng từ vị trí của nó riêng. Ví dụ như chuẩn công tác thì anh để đánh giá giá trị của cái phương tiện đó cấp dưới, và anh phải link với quốc tế để anh hiệu chỉnh nó. Đây thì tôi nói một số cái sai sót. Đây là cái sản phẩm mà có tức là một địa phương một đấy, vừa rồi anh trình bày thẳng cho anh biết đây là một quy trình mà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư rất nhiều. Thế nhưng mà chúng ta thấy nó sai trọng lượng tích. Tôi nói bây giờ rất nhiều báo chí, thậm chí có những văn bản mà nó liên quan cũng nói đến trọng lượng, không có, đơn vị đó phải là khối lượng. Đấy thì tôi hỏi từ hai bây giờ chúng ta về tôi hôm nay về xem đọc báo. Mà cái này là, xin lỗi nhé, cái này là doanh nghiệp không làm được. Doanh nghiệp phải thuê một đơn vị dịch vụ, người ta thiết kế hình ảnh này, rồi thì đưa ra tất nhiên là những cái quy định này thì được đúng rồi, về mã số có mặt này. Sai, sai. Đấy, cái này là chắc chắn tôi khẳng định là doanh nghiệp không làm được, vì chúng tôi tiếp xúc với doanh nghiệp khi mà đi làm, mà cái sản phẩm này là được Quảng Ninh hỗ trợ để thực hiện cái chương trình của chính phủ mà vẫn còn sai. Thì chúng ta nếu mà chúng ta là không muốn mong muốn có một ý đồ tham gia vào cái hỗ trợ cho doanh nghiệp thì đơn giản hay là sai, mà chắc chắn là đi ra quản lý thị trường người ta phạt doanh nghiệp. Cái này thì trong kiểm tra nhà nước về sản xuất thì bên tổng cục tiêu chuẩn và chất lượng thì họ chỉ nhắc nhở thôi và rút kinh nghiệm thôi, nhưng mà ra ngoài thị trường là phạt. Mà cái sản phẩm này đã được chứng nhận, đã được quan tâm được đầu tư tốt, bỏ hàng loạt cái sản phẩm này khi chúng tôi đến làm việc và đào tạo hướng dẫn thì tôi đã phát hiện ra là coi như đương nhiên doanh nghiệp bỏ loạt. Nó dở hơi là tôi nhiều lúc lộn loạn hay là cứ do nó tùy tiện một tí đi. Xét về mặt khoa học thì 300 gram này phải đánh một dấu cách. Nếu mà tính toán về mặt tiêu chuẩn chúng tôi là tính toán là đánh một dấu cách là mất một cái thao tác, đúng không? Vâng, thao tác và thậm chí là thêm một cái dòng. Thế nhưng mà trong tranh luận bảo quốc tế nó quy định thế rồi. Thế thì đây chỉ một cái sai rất đơn giản thôi, cách làm cái là xong, nhưng mà chúng ta vẫn sai. Và đây là một sản phẩm đánh giá cũng là Quảng Ninh. Quảng Ninh đợi rất sớm trong cái việc là thực hiện cái chương trình của chính phủ là mỗi một địa phương một sản phẩm, mỗi xã sản phẩm, đầu tư doanh nghiệp đầu tư để mà làm. Đây là cái nhãn hiệu để tất nhiên là chúng ta còn gì trình bày được bỏ đi hết, nếu không thì đưa ra ngoài thị trường là bị phạt. Anh thể hiện sai về đơn vị đó đấy, ví dụ đấy là một số cái. Thế còn thì nói thật là trong cái sai sót thì các cái khác rất nhiều. Ví dụ như anh công bố 100
lớn hơn 100, nhưng mà khi 100 gram chẳng hạn, nhưng mà khi kiểm tra thực tế thì nó không đến, nó chỉ có 97.6. Tương đấy là sai. Cái này thì nó là hoạt động liên quan tiêu chuẩn. Hay là xăng dầu đi kiểm tra xăng dầu thì có cái chuyện là RON 92, RON 95. Bây giờ chúng ta cũng gần như bỏ RON 95, 92 rồi. Nhưng mà rồi RON thì E5 nữa. Nhưng mà khi mà đi kiểm tra thì khoảng 92, nhưng mà toàn là 91.7, 91.6. Thì về cái góc độ tiêu chuẩn thì khi mà thanh tra của Bộ Khoa học thì có hỏi tham khảo tham vấn ý kiến của tôi, thì tôi bảo là tôi nếu người ta chỉ có nếu mà sai sót nhắc nhở nào, nếu mà sai sót thường xuyên như thế, tức là anh ăn gian của người tiêu dùng thì sẽ phạt, và lần này cảnh báo doanh nghiệp cũng khôn lắm, tận dụng đến mức độ như thế thì đấy là những cái sai sót trong công bố. Và công bố này là công bố theo bắt buộc, 92 là 92, trên 92 thì chúng ta hiểu là cái 92 hay 95 nó khác, xe mới thì nó là tỷ số không, nó chống thể cái hiện tượng kích nổ, tức là xe máy chúng ta đi mà xăng không tốt ấy, giờ nó cứ chặt 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 chặt, nó có nghe tiếng chặt 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 đấy, thì đấy là cái kích nổ mà chúng ta sử dụng không đúng, nó vẫn chạy được nhưng nó sẽ hỏng. Thế tất nhiên cái này thì công bố này thì nó chỉ là ảnh hưởng tức là không nhiều, nhưng mà lợi nhuận của doanh nghiệp thì rất lớn. Thì tôi ví dụ như thế là có những cái mà các cái tổ chức chứng nhận thì để ra có cái điểm này điểm kia nó chưa đảm bảo, thế nhưng mà mình vẫn chứng nhận, tức là tổ chức chứng nhận bên thứ ba vẫn chứng nhận, thì nó cũng là gây ra một cái tác hại cho cái người tiêu dùng. Người tiêu dùng tin tưởng nó bên này, cái tất nhiên cái mà logo của tổ chức chứng nhận gắn vào cái sản phẩm thì người ta sẽ hiểu là cái còn uy tín của tổ chức chứng nhận bên thứ ba, cái đấy cũng có những cái sai sót. Thế và đấy là một số cái mà tôi nói là qua quá trình thực hiện, nhưng mà đấy là những cái mà đầu tư chứ, cái này tôi khẳng định là doanh nghiệp không làm, mà đây là tổ chức dịch vụ làm, mà không nắm được cái tối thiểu như thế này thì cũng không có lợi gì cả. Thế thì đấy là một số cái trình bày. Thế còn thì muốn định hướng thì tôi cũng đề nghị cái này có mấy cái này: xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn các doanh nghiệp, tức là tiêu chuẩn cơ sở. Năm 2010-2011 thì Thủ tướng có phê duyệt cái quyết định 72 phê duyệt cái chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa đến năm 2020 thì hết rồi nên tôi không nói, nhưng cũng là rất tập trung vào cái việc mà các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tại các doanh nghiệp, đấy đặc biệt là xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Anh muốn công bố thì anh phải có tiêu chuẩn cơ sở, hoặc là không thì anh công bố cái theo tiêu chuẩn quốc gia, hoặc là theo tiêu chuẩn nước ngoài, theo tiêu chuẩn quốc tế, nếu như cái tiêu chuẩn đó phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam. Cái thứ hai là đẩy mạnh tiếp tục duy trì cái hoạt động của ban liên ngành. Cái ban liên ngành thì nó có mang tính quốc tế, tức là doanh nghiệp nào đó muốn đưa ra nước ngoài sản phẩm ra nước ngoài thì thông qua ban liên ngành thì tìm hiểu trong cái nước mà mình định đưa sang đấy có những quy định gì đối với sản phẩm của mình, thì doanh nghiệp sẽ cứ hỏi cái điểm mà hỏi trả lời đáp của thực ra là mỗi sở có một điểm hỏi trả lời đáp, nhiều sở thì chỉ có một cán bộ thôi đấy, nhưng mà tổng cục thì có hẳn một đơn vị văn phòng hỏi trả lời đáp thì chúng ta đấy, hoặc là chúng ta muốn xây dựng có cái chuyện này thì chúng ta tham gia vào các WTO thì muốn xây dựng cái quy chuẩn, ví dụ như hồi tôi còn làm tôi có để xây dựng cái tiêu chuẩn quy chuẩn về xăng dầu thì chúng tôi phải gửi đi hỏi ý kiến của đưa tung lên thôi, mình cũng đưa lên ban thư ký của WTO với các quốc gia người ta hỏi thì mình phải trả lời là mũ bảo hiểm của thế vân vân. Thế còn tiếp theo nữa là đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao cạnh tranh đến 2020. Cái đề án này là muốn làm sao để cho cái doanh nghiệp đảm bảo cái đo lường cho nó chính xác. Tất nhiên là nó có cả cái hỗ trợ là thể hiện cái đơn vị đo như thế sản phẩm như vừa nãy tôi trình bày. Tiếp theo là đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc quyết định 100, tức là cái truy xuất nguồn gốc bây giờ từ đấy chúng ta hiểu là rất nhiều, không phải chỉ mỗi là trong thực phẩm, rồi tôi lấy một cái ví dụ là đang nóng sốt là hàng Trung Quốc thôi, còn rất nhiều thịt lợn của
của thành phố Hồ Chí Minh, rau của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu yêu cầu áp dụng cái truy xuất nguồn gốc. Hà Nội đã có làm rất nhiều để mà tìm hiểu nên nó có một cái gây ra một cái nguy cơ gì đó thì người ta biết được truy xuất được cả cái sản phẩm này là làm là ai sản xuất ở vùng nguyên liệu là ở vùng nào, rồi thì quá trình vận chuyển nó làm sao, tất cả được theo dõi để mà xác định được cái nguy cơ. Thì bò điên mấy năm trước ở châu Âu người ta xác định được là con bò này, nguyên thịt này là con bò nào ở mấy nông trại nào. Đến mức độ đấy thì truy xuất châu Âu nó có cả quyết định 178 EU nó bắt phải thực hiện truy xuất. Tất nhiên cái truy xuất này thì nó muốn vào thị trường châu Âu thực hiện nó thì một số sản phẩm thôi, chứ nó không phải tất cả toàn bộ. Nhưng mà cái xu hướng truy xuất nguồn gốc là vấn đề mà nóng hổi. Thế và vừa rồi tháng 1 năm 2019 thì cái này thì nó thật rất nhiều cần rất nhiều cái sự hỗ trợ tư vấn dịch vụ của các cái tổ chức cá nhân mà có năng lực về cái công việc thông tin. Đấy thì xin có một số cái thì thời lượng rất ít mà tôi đi trình bày đến 3 cái luật thì trên thì cũng muốn là cung cấp cái chốt yếu của các luật về cái thực tế áp dụng trên thị trường dư luận để cho chúng ta với những doanh nghiệp mà tiếp tục là thực hiện những của mình hoặc là quản lý hoặc là doanh nghiệp ý định đầu tư hướng dẫn là hỗ trợ doanh nghiệp nào đó thì chúng ta hiểu cái đây là sới lên là vấn vấn kia tiêu điểm sâu thì chúng ta để tra cứu và thảo luận. Xin cảm ơn.